ơi, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với mọi người một cái món, đó là món xúc xích Đức nha quý vị ơi. Đây là xúc xích Đức hamburger này quý vị. Đây, xúc xích Đức hamburger này. Mở cửa từ 6 giờ tới 9 giờ tối nha. Đấy, nó nằm ở cái số là 174 Dương Bá Trạc nha quý vị. Đây, ở đây có một cái xe giao hàng này, xúc xích này. Đấy, quý vị thấy không? Cái xe này sẽ giao hàng nha. Thì để chúng ta có nhiều quý vị anh chị các bạn tò mò về cái món xúc xích này cũng như là về người nước ngoài ta là kinh doanh ở đây nhá, thì hôm nay Kiên sẽ đến tận nơi và quay lại chia sẻ với tất cả quý vị. Đây, tại đây có một anh Tây đây đang làm xúc xích đây. Đây quý vị thấy. Đây, giờ chuẩn bị làm món cheeseburger nha quý vị ơi. Quý vị hãy cùng theo dõi. Do đó thì chúng ta sẽ thưởng thức. Này cheeseburger đúng không chị? Đúng rồi, em cheeseburger. Này là đặc biệt nhất ở đây đúng không chị? Đúng rồi. Cheeseburger rồi có double cheese này kia đầy đủ hết. Wow. Double cheese là mấy món này là xuất xứ từ Đức hả chị? Nó cũng không hẳn em. À. Nó nói chung là cái này vừa của Đức mà vừa của Mỹ nữa. À, có chị, nó cũng lai lai đúng không? Đúng rồi. Lai lai món châu Âu đúng không? Đúng rồi. Đây là phô mai nè. Phô mai quý vị. Wow, miếng thịt vừa nó hấp dẫn lắm. Nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Rồi cảm ơn chị, xong rồi. Đây em, ăn thử. Ăn thử. Đi mời quý vị ơi, chị tặng kia nè quý vị. Ăn thử đi em. Dạ. Dạ. Wow, hấp dẫn không quý vị ơi. Đây, nãy xem rồi giờ xem lại. Hôm nay có một miếng cheeseburger hấp dẫn lắm. Để chị làm tiếp đây. Cái này là hamburger xúc bò em. Hamburger xúc xích bò. Đúng rồi. Cái gì? Giòn bò ai? Giòn bò gì? Rồi tới rồi đi. Hey, xin chào tất cả quý vị, chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị một món là món bánh mì cheeseburger nhá. Hiện tại thì anh Tây đang nướng đây, nướng cái cheeseburger đây. Rất là ngon và hấp dẫn. Cà ri. Đúng rồi. Cái này cũng món này cũng đặc biệt, lúc nào nhiều người ăn lắm rồi. Cái gà nó hả mặn. Heo nè, xúc xích cà ri nha quý vị. Giòn á. Giòn.
vào dòng cò dòng mai ở ngoài bổ sung các viên cây cũng bị giòn giòn bò đầy đủ luôn giờ bò lưỡi chứ đi còn cái giòn kia giòn phô mai wow bò cái này tương cà nhiều vậy đúng không chị đúng rồi tương cà nhiều nó mới ngon em à thì cái món này là cái gì vậy cà di đây cái này cà di